Tại sao rắn phải thường xuyên lột xác? Sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Trong thế giới loài rắn, dù là loại rắn bé tẹo hay khổng lồ như Titanoboa, đều sẽ phải trải qua quá trình lột xác. Vậy mục đích chính của quá trình này là gì? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Theo các chuyên gia, lý do chính của việc loài rắn lột xác chính là để phát triển cơ thể của chúng cũng như loại bỏ những loài ký sinh trùng bám trên lớp da cũ. Khi cơ thể của rắn phát triển, lớp da của chúng sẽ bị kéo giãn ra. Dù vậy, khác với da người, da rắn có độ co giãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định, loài rắn phải bỏ lớp da cũ của mình. Khi thời điểm lột da đến, loài rắn sẽ tự tạo một lớp da mới dưới lớp da cũ. Sau khi quá trình này hoàn tất, chúng sẽ bắt đầu tiến trình lột da bằng cách cọ vào đá hoặc thân cây, tạo một vết rách trên da, thường là ở mũi. Sau đó, chúng sẽ từ từ trườn ra khỏi lớp da cũ từ chính vết rách đó. Đó chính là lý do vì sao những lớp da để lại thường bị lộn ngược từ trong ra ngoài.